Xin chào quý bà con, mình là Ly. Hiện tại Ly đang có mặt tại trung tâm cây giống, địa chỉ được đặt ở ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thường thì bên trung tâm cây giống luôn chia sẻ cho quý bà con chúng ta những loại cây giống mới, cây trồng xen canh và những loại cây trồng kinh tế cao và năng suất cao. Và đặc biệt có hỗ trợ kỹ thuật tại vườn cho quý bà con chúng ta luôn nha. Cách lơ mô làm liếp, cách xử lý đất nè, cách lắp đặt cái hệ thống tưới cho quý bà con chúng ta và đặc biệt có kỹ thuật trồng cây cho quý bà con chúng ta luôn. Nếu như cô chú anh chị nào có cái nhu cầu thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình ha. Còn ngày hôm nay Ly chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây bồng bon Thái nha. Cũng có nhiều anh chị đang quan tâm về cây bồng bon Thái thì ngày hôm nay bên trung tâm cây giống có những cái đơn hàng đóng về cái cây bồng bon Thái nè, xuất hàng về cây bồng bon Thái. Thì Ly cũng chia sẻ cho cô chú anh chị nào muốn đầu tư hoặc là đang dự định đầu tư thì chúng ta cũng có thể tham khảo ha. Thể loại nhân giống của bên trung tâm cây giống là cây ghép nha bà con. Cây ghép nè. Đây là cái mắt ghép của cây đây ha. Cái mắt xanh xanh này là cái mắt ghép nè. Chúng ta không có cần tháo cái mắt ghép này ra đâu nha. Dây này là dây tự quỷ ha. Thường thì cũng có nhiều anh chị hỏi là có cần tháo cái dây này ra hay không. Thì ngày hôm nay Ly chia sẻ luôn cho quý bà con chúng ta dễ hiểu. Cái dây này là dây tự quỷ, chúng ta không có cần tháo ra nha. Trồng xuống tầm khoảng là từ 3 tháng, 4 tháng thì bắt đầu nó sẽ tự hủy luôn. Đó. Còn cái tược ở trên thì lá già rồi. Chiều cao từ cái mắt ghép đi lên thì cao khoảng là từ 30cm ha. Dỡ cái lá này lên khoảng 30cm. Cây tược đọt rất là đẹp ha. Nuôi dưỡng lại cũng khá là ok rồi. Lá già, chúng ta trồng những cái lá già giống như vậy thì nó sẽ tốt hơn, giống như là chúng ta mà trồng ở ngoài nắng thì nó sẽ hạn chế được cái cháy lá ha bà con. Đặc biệt là trồng bồng bon thì chúng ta phải che nha, che nắng lại. Trồng full nắng ở ngoài thì chúng ta phải che. Còn nếu như cô chú anh chị mà trồng xen canh giống như trong cái vườn chôm chôm nè, hoặc là cái vườn măng cụt, vườn dừa thì chúng ta không có cần che lại nha. Tại vì cái bạn này nó chịu gặp, nó chịu bóng râm hay là con nó không có chịu nắng nóng. Giai đoạn đầu thì chúng ta phải che lại, nó phát triển tược độc mạnh rồi chúng ta mới dỡ cái đồ mà chúng ta che ra ha. Còn bồng bon Thái thì ăn rất là ngon nha bà con. Giá dao động thì từ 40.000 đến 120.000 trên 1kg. Nhưng mà bạn này nó sẽ đang thành chùm, năng suất nó cũng rất là cao nha. Một chùm của nó có thể lên tới là từ 300g đến 1kg luôn. Nó sẽ dính ở trong cái thân cây á. Đó, khi mà cái tược đọt này nè nó lớn lên nè, khi nó ra trái thì nó sẽ đu ở trong những cái nhánh này nè. Nó giống như là trái dâu vậy hả bà con. Thì bên trung tâm cây giống có mẫu trồng mẫu cũng khá là nhiều. Thấy chăm sóc cây bồng bon Thái này cũng khá là dễ, cũng không quá khó ha. Bạn này thì nó chịu râm rồi đó, Ly chia sẻ rồi đó. Còn cái gốc ở dưới đây thì nó từ 8 ly, nó từ 8 ly tới 1 phân 1 phân 1 hả bà con. Đặc biệt là gốc không có nứt nha. Gốc này là hoàn toàn là không có nứt. Những cái gốc nứt thì bên trung tâm cây giống sẽ loại ra ngay từ đầu. Không có lựa dao cho quý bà con chúng ta đâu ha. Gốc nứt thì nó sẽ bị những cái con nấm bệnh nó tấn công, hoặc là chúng ta trồng xuống thì nó sẽ chậm phát triển hơn. Chúng ta tưới nước thì cây nó dễ bị thối ha. Nên Ly sẽ loại ra ngay từ đầu. Đây, lựa cái lô này 50 cây giao cho chủ đầu tư. Cây rất là đẹp ha bà con. Số lượng thì còn rất là nhiều nha. Đây, cây nào nó cũng như cây nấy hết nè. À, đó. Cây nào nó cũng như cây nấy, những cái cây mà nó đang bung những cái chồi non lên, những cái tược mới lên á. Đây, nhóm lên một cây nè. Đó, nó đang bung cái tược mới lên như vậy thì bên Ly sẽ dưỡng lại cho nó già thêm một tí nữa thì sẽ giao sau ha. Còn những cái lá mà già giống như vậy thì bên trung tâm cây giống sẽ giao hàng trước cho quý bà con chúng ta. Số lượng thì còn rất là nhiều. Cây nào nó cũng như cây nấy, chỉ có lựa cái là lá nó già với lá nó non thôi ha bà con. Số lượng còn khoảng hơn 1.000 cây ạ. Bên kia nữa kìa, rất là nhiều. Nơi đây là nơi nuôi dưỡng cây giống nè. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta đang dự định trồng hoặc là đang muốn trồng thì chúng ta cũng có thể tham khảo về giống bồng bon, cây trồng kinh tế mới cho quý bà con chúng ta nha. Kinh tế thật sự cũng khá là cao, cây dễ trồng hết bà con. Nếu như mà quý bà con chúng ta mà trồng cây bồng bon Thái đây nè, mà trồng chuyên canh, trồng độc lập một mình á, thì chúng ta phải trồng là từ 4m. 4m là khá ok rồi. Nó không có quá to, nó không có tàn rộng giống như những cái loại cây giống khác đâu. Nên chúng ta trồng 4m là hợp lý nhất. Còn nếu như cô chú anh chị nào cũng có thể trồng sen vô vườn dừa thì vườn dừa thì chúng ta trồng cây dừa này cách cây dừa kia 6m thì chúng ta cũng có thể là đặt cái cây bồng bon Thái này vô ngay chính giữa, hoặc là chúng ta trồng cái cây chôm chôm thì chúng ta trồng là 6m một cây thì chúng ta cũng có thể là trồng sen cái cây bồng bon Thái này vô chính giữa ha. Trồng cây măng cụt vân vân, tất cả các loại cây giống. Đây, cây nào cũng như cây nấy, khá là xinh, khá là đẹp. Lựa chọn cũng khá là kỹ nha. Bên trung tâm cây giống giao hàng, lựa hàng thì cũng nhiều cô chú anh chị yêu cầu lựa giùm á, cũng không có đến được trung tâm cây giống. Thì bên trung tâm cây giống có đóng hàng online. Cô chú anh chị nào ở xa mà muốn mua
hai cây bồng bon Thái hoặc là ba cây bồng bon Thái thì Ly sẽ gửi bằng đường bưu điện, người ta sẽ gửi tới tận nhà cho quý bà con chúng ta luôn. Chúng ta được kiểm tra hàng trước rồi chúng ta thanh toán sau nha. Rồi một lần nữa cảm ơn quý bà con rất là nhiều. Ngày hôm nay Ly chia sẻ về cây bồng bon Thái. Cô chú anh chị có thắc mắc hoặc là cần liên hệ mua giống thì cứ gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình để bên trung tâm cây giống được phục vụ và đồng hành cùng quý bà con chúng ta một cách nhanh hơn và sớm hơn nha. Còn bây giờ, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.